Rồi, hello cả nhà. Chào mừng anh chị đến với cái video về nói về thị trường chứng khoán, nhận diện được cái cơ hội mà Ngọc Anh nghĩ là cơ hội rất là lớn cho đối với anh chị nào đang nắm giữ tiền mặt, cũng như những anh chị nào mà chưa biết đến thị trường chứng khoán này và mong muốn tìm hiểu thị trường chứng khoán, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để anh chị bắt đầu. Trước khi đi vào cái phần đó thì Ngọc Anh sẽ nói về một xíu về cái lịch sử anh nha. Về lịch sử thì anh chị nếu mà theo dõi Ngọc An, hoặc là anh chị mới biết đến Ngọc An, thì chúng ta hãy quay lại cái thời điểm năm 2022 đó. Thì chúng ta thêm được là thời điểm mà tháng 10, tháng 11 năm 2022 á, là một thời điểm mà thị trường chứng khoán của chúng ta có những phiên mà giảm rất là mạnh và làm cho rất nhiều nhà đầu tư cháy tài khoản. Tuy nhiên thì cơ hội đã mở ra đâu đó tầm khoảng là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Thì thời điểm đó thì Ngọc An ra rất nhiều cái video nói về những cái cơ hội trong lúc mà mưa bom bão đạn ha. Và thời điểm đầu tháng 11 là Ngọc An có những cái video về nhận định nói là đây là thời điểm vàng để mà anh chị tham gia thị trường chứng khoán. Đây là video về tháng 9 nè, ngày 9 tháng 11 năm 2012, và đây là video là ngày 11 tháng 10 năm 2002. Đó là thời điểm tháng 11 và tháng 10 ấy, anh gì ha. Và Ngọc Anh có nói nè, ngày 9 tháng 11 năm 2002 Ngọc Anh có nói là thời điểm vàng để trải nghiệm chứng khoán, đúng không? Đó. Và ngày 12 tháng 11 Ngọc Anh có nói là cuối năm 2022 và năm 2023 chính là thời cơ vàng để trải nghiệm chứng khoán cho những người mới. Và kể từ đó chúng ta thấy được rằng là thị trường của chúng ta nó tăng một mạch rất là tốt từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 cho đến tháng 9 năm 2023. Tức là nếu anh chị nào mà tham gia thị trường chứng khoán thời điểm tháng 11, đúng cái thời điểm mà Ngọc An đưa cái livestream, đưa video về khuyến nghị cho anh chị mới bắt đầu tham gia, mới tìm hiểu đó, thì anh chị nếu mà tham gia từ thời điểm đó thì bây giờ rất nhiều cổ phiếu nó cũng nhân đôi nhân ba rồi, nếu chúng ta biết chọn lọc, nếu mà chúng ta biết lựa chọn đúng cái cổ phiếu anh chị ha. Và tới thời điểm tháng 9 năm 2023 thì kéo dài tầm khoảng hơn một năm, hơn một năm, và thị trường chúng ta rất nhiều cổ phiếu nhân 2 nhân 3. Như vậy đó không phải là thời cơ vàng không? Quá thời cơ vàng luôn anh chị ha, thời cơ kim cương luôn chứ không phải thời cơ vàng nữa đó. Và chúng ta sau một chu kỳ, anh chị nhìn cái này, đúng không? Ngọc An nói liên tục ha, trên cái thumbnail này, cuối năm 2022 đầu năm 23 là thời điểm vàng cho những người mới đó, anh chị ha, liên tục nói, anh chị ha, liên tục nói đó, anh chị ha, liên tục nói. Nếu mà anh chị mà vào thời điểm đó thì anh chị có thể là comment dưới phần bình luận thử. Nhưng mà nếu chúng ta đã vào thời điểm đó mà chúng ta thất bại nữa thì anh chị cũng để phần bình luận luôn anh chị ha. Và sau một năm, sau một năm xuất hiện thời cơ vàng thì bây giờ nó lại tiếp tục quay lại cái thời cơ vàng như thế anh chị ha. Thời điểm mà Quang nói thời cơ vàng chính là cuối tháng 10, đúng không? Chúng ta quay lại cái đồ thị cuối tháng 10 là vị trí chỗ này đó, cuối tháng 10 là chỗ này, 31 tháng 10. Và thời cơ vàng nó xuất hiện là ở đâu? Là tháng 11, ngày 16 tháng 11. Có thể anh chị không mua ngay cái vùng đáy này, nhưng mà Ngọc An giả sử anh chị tham gia thị trường chứng khoán đâu đó cái vùng tháng 10, tháng 11 hay tháng 12 gì đó, thì cái cơ hội để chúng ta chiến thắng thị trường này trong năm 2023 là cực kỳ lớn, khi mà thị trường chúng ta nó tăng đâu đó từ 1.000 lên 1.250, đúng không anh chị? Đó, anh chị nào mà tham gia thị trường chứng khoán năm đầu năm 2023 hoặc là cuối năm 2022 xem thử có đúng như thế Ngọc An nói không, đúng không? Đúng thì anh chị đâu cho phần bình luận anh chị ha. Và sau một năm nó tăng trưởng từ mốc 873 ngay cái đáy lên 1.250, kéo dài trong vòng một năm, tức tương ứng với tầm khoảng 400 điểm. Và trong tháng 9, tháng 10 thị trường của chúng ta nó điều chỉnh từ 1.250 về tới 1.200, thì tầm khoảng nó mất đâu đó là 230 điểm. Và cơ hội nó lại tiếp tục xuất hiện sau một năm anh chị ha. Và theo quan điểm của An, đây vẫn là một thời cơ vàng để anh chị tham gia thị trường chứng khoán và thời cơ vàng để anh chị bắt đầu mua cổ phiếu vào cho một chu kỳ mới anh ha, cho một gì cơ mới. Nếu anh chị đánh chu kỳ dài hạn thì có thể kéo dài từ 2004, 24, 25 và 2006, 2026. Còn nếu anh chị đánh theo dạng trading lướt sóng có thể kéo dài một tuần, 2 tuần, 3 tuần, giữa chúng ta ra ra vào nhịp nhàng,
thì đó là cơ hội. À, vị trí này vẫn là một cơ hội tuyệt vời, tại vì đây là cái vùng đáy rồi, à, vùng đáy. Bây giờ anh chị đi đâu, anh chị sợt trên mạng, anh chị cho thấy là rất nhiều nhà đầu tư đau khổ, nhiều nhà đầu tư là chán trường, nhiều nhà đầu tư chửi thị trường chứng khoán này. Nhưng mà anh chị lưu ý là lúc mà nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, đang tham gia thị trường chứng khoán mà đang đau khổ, đang chửi bới Ủy ban chứng khoán nhà nước, à, đang bị kẹp hàng, đang cắt vừa mới cắt lỗ và đang chán trường, đúng không? Đang chửi bới các kiểu, thì đó là những cái vùng đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị ha. À, nó ngược với ở vùng đỉnh. Vùng đỉnh thì nhà đầu tư rất là kỳ vọng, rất là tự tin, không muốn bán cổ phiếu, chỉ muốn mua thôi. Lúc mà ngày 240 là múc 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 cái chờ lên ngàn ba ngàn tư, nói anh chị bán thì anh chị không bán, và anh chị sẽ gây ra là anh chị ném bá, anh này chửi bới, đó là lúc vận định. Còn thời điểm hiện tại đó là cơ hội vàng cho anh chị, có tiền anh chị muốn tham gia thì cơ hội vàng. Tại vì nhiều nhà đầu tư đang tham gia thì họ chán nản rồi, họ rời bỏ thị trường rồi, à, họ không muốn bán cổ phiếu rồi, họ đóng cái tài khoản luôn rồi đó. Và bây giờ giai đoạn hiện tại nó trải qua giai đoạn phọt sale rồi, tin đầu cũng có rồi, đó là những dấu hiệu ở vùng đáy anh chị ha. Đó là cơ hội tuyệt vời, sau một năm thì thợ vàng nó đã quay lại rồi anh chị ha. Do đó giai đoạn hiện tại không phải là giai đoạn để mà anh chị phải lo sợ nữa đâu, mà giai đoạn này chính là giai đoạn để mà anh chị bắt đầu là tự tin xuống tiền. Mặc dù ngoài kia họ lo sợ nhưng mà giai đoạn hiện tại là vùng giá thấp rồi anh ha, đó là cơ hội để anh chị tham gia, chứ không phải là là thời điểm mà để anh chị lo sợ nữa đâu. Đó, do đó mà nếu anh chị nào mà xem cái video này thấy hay, thấy đồng quan điểm thì anh chị ấn phím 1. Còn đối với anh chị nào không đồng quan điểm, anh chị có thể ấn phím 0. Và đặc biệt với anh chị nào muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán này thì Ngọc An nghĩ là đây là cơ hội vàng và cơ hội tuyệt vời. Anh chị ha, giống như thời điểm tháng 10, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2022 thì giai đoạn này sau một năm nó cũng vậy. Thị trường chúng ta sau một nhịp điều chỉnh mạnh tới thời điểm hiện tại rồi thì nó dấu hiệu tạo đáy đã quanh 1020 là có rồi, không có lực bán xuống nữa, các chỉ số về vĩ mô bắt đầu là có sự cải thiện trở lại, à, các doanh nghiệp bắt đầu là có sự làm ăn trở lại, tốt trở lại anh chị ha, thì đó là cơ hội để chúng ta tham gia. Còn lúc mà sắp tới nếu thị trường chúng ta lên ngàn rưỡi, ngàn tư, ngàn sáu thì đó không phải là cơ hội nữa, mà đó là một nơi để chúng ta đi vào cái cửa tử nhanh nhất anh chị ha. Đó là cơ hội, đó là thời điểm mà anh chị sẽ bán nhà, bị bán nhà nhanh nhất và anh chị ra đi nhanh nhất. Còn thời điểm hiện tại là thời điểm chúng ta để bán nhà, mà bán nhà để làm gì? Bán nhà để đẩy tiền vào để mua cổ phiếu, để tích sản cổ phiếu trong thời điểm hiện tại anh chị ha. Đó, anh chị nào mà chưa chưa tự tin lúc này cũng như là cần tìm hiểu thêm thông tin thì anh chị liên hệ với thông tin trên màn hình. À, đừng để chúng ta bỏ qua những cơ hội tuyệt vời này anh chị ha, cơ hội tuyệt vời. Và Quang nghĩ là rất khó để mà chúng ta rất khó để mà chúng ta có thể tìm thấy được cơ hội tốt nhất trong thời gian sắp tới. Và đây là cơ hội mà Quang nghĩ là thời điểm này là điểm giải ngân tốt nhất đấy anh chị ha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn anh chị vào các buổi là video và các cái livestream về nhận định thị trường cũng như về giải đáp các mã cổ phiếu trong thời gian tới. Bye bye.